Xin chào mọi người. Sau đi mọi người, Phú đi ra ra một cái cuối cùng là áp rối cái đầu luôn. Bây giờ không biết tính sao. Bỏ chuyện này thì không được, mất chuyện kia thì không được luôn. Mọi người thông cảm nha. Nhưng mà chuyện này cũng sắp hết rồi. Ai sẽ cố gắng. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm, tập 335. Thân thể nhưng không được run lên, bắt lấy kinh vĩ trong lòng bất giác cả kinh. Vậy nói như vậy, người đã sớm biết tất cả bắt đầu từ khi nào chứ? Đại hội Đan Vương. Khóe miệng nhếch lên, lúc này đã đến thời khắc đại cát cuối cùng. Trác Phàm không còn giấu giếm, tà mị cười nói: thủ đoạn của người ở đại hội Đan Vương ta vừa nhìn đã thấu, còn biết ý đồ của người. Kể cả cuối cùng người sách phản Thượng Quan Cổ Lâm làm việc cho các người, tất cả đồng đều nằm trong dự liệu của ta. Cái gì? Thượng Quan Cổ Lâm dĩ nhiên đã sớm phản bội sao? Thân thể nhìn không được đồng loạt run lên, sắc mặt hai cha con Thượng Quan Phi Hùng và Thượng Quan Kỳ Yến chợt biến. Bỏ làm sao có thể nghĩ được Thượng Quan Cổ Lâm, người thân cận cùng một họ, dĩ nhiên đã sớm phản bội gia tộc, hướng về phía địch chân ôm ấp. Trong lúc nhất thời, hai người đều kinh nghi nhìn phía Trác Phàm, khó thể chấp nhận sự thật này. Nhưng rất nhanh phản ứng của Bách Kinh Vĩ là nhất thời chứng minh lời nói của Trác Phàm là thật. Ánh mắt bất giác khẩy lại, sắc mặt Bách Kinh Vĩ đồng dạng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thoáng qua để khôi phục bình thường là đụng nói ra: nếu ngươi cái gì cũng biết như vậy, tất cả mọi chuyện hôm nay cũng đều là do ngươi giật dây sao? Nghe được lời này, Thượng Quan Cổ Lâm đã sớm trọng thương trên người, nằm trong hố cát nôn mửa máu tươi, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhất thời khóc không ra nước mắt, trong lòng hò hét tới vô tận. Bách Lý Thừa Tướng à, con mẹ nó, ngươi thật sự sẽ hãm hại đồng đội, ngươi vừa nói như vậy chẳng phải là hướng Thượng Quan Phi Hùng biến tướng thừa nhận chuyện lão tử là phản đồ sao? Lão tử làm sao có thể trở về Đông Châu làm thám tử cho các ngươi được đây? Bất quá hắn làm sao biết được, từ khi Trác Phàm nói ra chuyện này, mặc kệ Thượng Quan Phi Hùng có đi đây không, hắn dĩ nhiên cũng đã có hiểm nghi, không còn giá trị làm thám tử nữa. Chính là bởi vậy Bách Lý Kinh Vĩ mới không chút chần chừ vứt bỏ hắn, không chút chần chừ nào. Bách Lý Thừa Tướng là người thông minh, tự nhiên đoán rất chuẩn. Nhất là cười, Trác Phàm không khỏi khẽ cười gật đầu. Hai quyền hung hăng siết chặt, Bách Lý Kinh Vĩ nghe được lời này cũng cảm thấy một trận uất giận phập phồng trong ngực không phun ra được. Cổ đại sư, ngươi đây là khen ta hay là đang mỉa mai bản tướng đó? Sao chuyện này của Gia Cát Lượng, lần này bốn tướng là lần đầu tiên làm đó? Nào có, vậy cũng phải so với cho đến cuối cùng còn hồ đồ hơn nhiều ha. Những mày Trác Phàm nhất thời cười nhạo ra tiếng, rắc, thời thể hơi run lên, sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ càng thêm khó coi, thậm chí mọi người có thể nghe rõ ràng trong hàm răng của hắn phát ra thanh âm răng rắc. Rất rõ ràng vừa rồi hắn bị Trác Phàm trào phúng trần trụi đã tức giận đến thiếu chút nữa thì nghẹn đến nội thương. Người đến Bách Lý Kinh Vĩ hắn toàn bộ kiếm tinh đế quốc cũng không phải là kỳ tài tu luyện có thiên tư cao, điểm duy nhất có thể làm cho hắn cười ngạo quần hùng đứng vững trên thế gian chính là tài năng chỉ điểm giang sơn bày mưu tính kế của hắn. Nhưng bây giờ ở trước mặt Trác Phàm, cho dù là tài hoa khiến hắn an thân lập mệnh, khiến hắn kiêu ngạo cả đời, cũng bị sỉ nhục trần trụi, điều này không khỏi làm cho hắn nổi trận lôi đình, cảm nhận được sự sỉ nhục đầu tiên trong đời. Dù sao thì luôn luôn là hắn là chấp tử giả vỗ tay trong lúc đùa bỡn người khác, lần này hắn ngược lại là bị người khác đùa bỡn, thật sự là làm cho hắn có chút khịu chịu không nổi. Thượng Quan Phi Vân thấy vậy cũng không tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, tức giận chất vấn thành tiếng: nói như vậy để cho lão phu giống như kẻ ngốc canh giữa một đêm cũng là mưu đồ của ngươi sao? Phi Vân kiếm vương, ngươi tìm nhầm người đó đó. Không khỏi cười khẩy một lắc đầu, Trác Phàm nhẹ nhàng nhún nhún vai, phát ra từng trận tiếng cười nhạo, chỉ vào Thượng Quan Lâm còn đang thở hổn hển trong hổ lớn không ngừng nôn ra máu nói ra: oan có đầu nợ có chủ, hắn truyền tin tức cho các ngươi nên tìm hắn mới đúng. Phải biết rằng nếu không phải hắn có tâm tư của mình muốn mượn đao giết người mà nói, làm sao thể ở trên bố cục nguyên sinh bản sinh ra một tiết đem Phi Vân kiếm vương điều ra đây? Nếu là hai đời kiếm vương liên thủ, cao thủ thuộc quan gia sớm đã bị tiêu diệt trong khoảnh khắc, ta nào có thời gian hành động chứ? Thân thể không khỏi chấn động, Thượng Quan Phi Vân quay lại nhìn về phía Thượng Quan Lâm, tức giận mắng ra tiếng: cứ chó má này, thành sự không đủ, bại sự lại có thừa. Nếu như lão nương của hắn vì chuyện riêng của mình mà làm hỏng chuyện tốt của ta, thật sự là chết còn chưa hết tội. Bất thình lình rùng mình một cái, Thượng Quan Lâm bất giác trong lòng hoảng sợ, tuy rằng không thể nhúc nhích, vẫn sợ tới mức toàn thân run rẩy không ngừng, đồng thời sâu trong nội tâm oán thầm một trận: chuyện của lão tử của Nhất Phàm làm sao biết được chứ, chẳng lẽ lúc nào lão tử làm chuyện xấu hắn liền ở một bên nhìn sao? Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm không khỏi cười tà mị một tiếng. Hạ thấp âm thanh sâu kín nói: đồ đệ ngoan, là điều chuyện của vi sư thành công đều dựa vào ngươi. Lão ma đầu, người được thần âm mà hắn cực kỳ quen thuộc này lại cực kỳ kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Thượng Quan Lâm không ngờ hít sâu một hơi, chợt phun ra một từng đạo máu đỏ tươi, hoảng sợ lên tiếng:
hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Kẻ đêm hắn tràn lẫn đến chết đi sống lại, đi vô ảnh tới vô tung, dĩ nhiên chính là Trác Phàm vẫn ở cách hắn không xa. Ta nói mà, hắn làm thế nào mà để có thể tùy thời tùy chỗ đều ảnh tìm đến, tìm thấy đầu cao của ta? Thì ra từ bắt đầu ngươi ở bên cạnh ta. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Đồ Lâm chợt cảm thấy một trận nghẹn quất, cảm giác tâm linh nhỏ bé thừa nhận một vạn điểm thương tổn bạo kích, nghẹn quất sắp học máu. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không đang ngừng học máu, bị một người mà mình vạn lần khinh bỉ thống hận, đùa giỡn lừa gạt thời gian dài như vậy, thể diện của quý công tử Thượng quan Đồ Lâm kia trên nhà bách liền nhận phải sự nhục nhã lớn lao. Tuy rằng hắn trọng thương trong người khó thể nhúc nhích, nhưng vẫn như không được mà một trận quay cuồng, toàn thân run rẩy, nước mắt hối hận không ngừng chảy xuống, trong lòng như có vạn con thảo này chạy cho như điên, ở trong lòng cuồng trống các loại oán độc nguyền rủa, tất cả đều hướng về phía Trác Phàm, kẻ giả mạo làm cao thủ ma đạo chơi độc hắn. Trên thực tế, cỏ rác hèn mọn đến đâu cũng có lòng tự trọng của mình, còn Chiến Hồn có nhỏ bé hơn nữa cũng có điểm mấu chốt của mình. Nếu một mực nô dịch hắn thật sự là một vị tuyệt thế, tuyệt thế gần giả cao thủ ma đạo, hắn cũng sẽ nhận mệt, ai bảo người ta so với mình mạnh hơn chứ. Nhưng đối với Trác Phàm, người bạn cùng trang lứa, hắn chưa từng nhận thức thực lực này, tuy rằng hiện tại trong lòng đã hiểu rõ nhưng vẫn tràn ngập bài xích. Hắn chính là đệ nhất thị tộc Đông Châu, thiếu gia Thượng quan gia có được hay không? Từ khi thành danh, sao thấy chịu nhục trước một tên thảo dân tầm thường như vậy chứ, nhất là một tên vô lại không biết xấu hổ như thế. Cho nên nếu ngay từ đầu hắn đã biết ma đầu một mực nô dịch hắn chính là Trác Phàm mà nói, thì nhất định sẽ có bị đánh chết cũng không nghe theo, thậm chí là dương phục âm vi, âm thầm làm hại. Chính là bởi vì hắn không biết ma đầu này trở thành đánh phương nào, trong lòng liền có cảm giác kính sợ, không dám tùy ý có động tác. Đây cũng là chính là một trong những nguyên nhân ngay từ đầu khi Trác Phàm chuẩn bị coi hắn là quân cờ, lại không sử dụng chân thân mà giả làm một người khác. Giờ này khắc này, nhìn thấy sau khi Thượng quan Lâm biết được chân tướng liền hối hận lăn lộn khắp nơi, khóc trống hết nước mắt, Trác Phàm càng thêm xác nhận quyết định của mình lúc đó là chính xác tới cỡ nào. Cao thủ phía sau màn, nếu có bộ dáng cao thủ phía sau màn, tạo ra một loại bầu không khí thần bí cường đại, bằng không cái gì cũng bị người ta hiểu rõ, sẽ không có lực chấn nhiếp, người này cũng không phải để cho anh sử dụng. Mà mọi người nhìn thấy Thượng quan Lâm làm ra động tác quỷ mị như vậy, để không khỏi có chút nghi hoặc, một trận khó hiểu, làm sao vậy chứ, có chuyện gì mà thương tâm như vậy? Ở đây nào có ai không bị tiểu tử trước mặt này tính kế đâu chứ? Người khóc thành cái bộ dạng đức hạnh này, năng lực tâm lý cũng quá kém đi. Cổ chỉ có bắt được kinh vĩ, khó khăn lắm mới thể lý giải một điểm cảm nhận của Thượng quan Lâm. Đây là sỉ nhục hoàng tộc, sỉ nhục quý tộc, là sỉ nhục trên huyết thống bẩm sinh. Những người đứng bên cạnh xem náo nhiệt chính là không thể tự thân thể nghiệp. Chỉ khi nào bọn họ cũng bị tiểu tử kia chờ đến chết thì sống lại, sau khi nhận hết trêu chọc vũ nhục, đại khái sẽ hiểu được loại cảm nhận đờ. Cảm nhận này tựa như vua có một quốc gia trước mắt bao người bị một tên khất cái phun một ngụm nước miếng vào trong mặt. Đây là sự sỉ nhục bọn họ cả đời không thể rửa được, mặc dù giết chết được người trước mặt này cũng giống như vậy. Người tới đây, ánh mắt bắt được kinh vĩ không phải hé lại, nhất thời hiện lên từng đạo hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm nói ra. Tuy rằng tình báo giả lần này là do tiểu tử Thượng quan Đồ Lâm này không thức thời tùy tiện làm chủ gây ra, nhưng trong đó hắn cũng có công lao của cổ tinh sinh đúng không? Nào có đâu, ta bất quá là hù dọa hắn một chút, hắn liền sợ tới mức muốn mau chóng diệt trừ ta, tự tiện làm ra loại chuyện đâm ngang này. Bất quá tất cả những chuyện này đều nằm trong dự định của ta, là ta muốn làm. Lưng mày không khỏi dứng lên, Trác Phàm không khỏi nhất thời cười nhạt lên tiếng sau khi nói ra. Cho nên thừa tướng đại nhân nói là công lao của ta cũng không sai. Wow! Bỗng dưng vừa nghe được tiếng giải thích này, tiếng gào thét của Thượng quan Lâm trong hố càng thêm vang dội. Rất rõ ràng tâm linh yếu ớt của hắn lại bị Trác Phàm hung hăng đánh thêm một kích. Hắn vốn là muốn thiết kế giết Trác Phàm, nhưng không nghĩ tới lại bị người ta tính toán trong lòng bàn tay, chẳng những không giết được, ngược lại còn giúp người ta đạt được mục đích của mình. Điều này làm cho người theo chủ nghĩa lợi ích như hắn làm sao thể chịu được đó chứ. Không ngờ bốn công tử lo lắng sợ hãi như thế mới đánh bạc thể diện, lương tâm không cần nữa, bận rộn cả nửa ngày đều đang vì người khác mà làm việc sao? Lòng tự trọng á, lòng tự trọng của ta đều là con mẹ nó vỡ thành ngàn mảnh thủy tinh. Thượng quan Đồ Lâm trong lòng kêu lên không ngừng, trong mắt tràn đầy lệ quang, nhưng đã không thể gào thét được nữa, chỉ thể khóc nức nở. Nhìn bộ dáng ủy khuất của tiểu tử kia, tuy rằng mọi người trong lòng thầm hận nhưng cũng là giận dữ không tranh. Ai kỳ bất hạnh, không chỉ có một đám người Thượng quan gia nghĩ thế, ngay cả Thượng quan Phi Vân đối với cháu trai cũng cho rằng là như vậy. Tiểu tử này thật con mẹ nó không phải là người làm đại sự như vậy mà còn muốn leo lên ngai vàng Đông Châu chi chủ sao? Ta cổ tiên sinh thật sự rất giỏi mưu đồ, kinh vĩ cả đời chưa bao giờ phục người, nhưng lúc này đây không thể không nói bội phục, bội phục. Để tất cả đều quét sạch một lần, nhất thời hiểu được tất cả, ám mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm coi trọng. Chẳng qua giờ phút này coi trọng
không còn là coi trọng mà là kiêng kỵ thật sâu. Nam nhân có thể khiến Bát Kinh Vĩ hẳn ngã xuống một hố lớn như vậy tuyệt đối không hề đơn giản, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Kết quả là Bát Kinh Vĩ nhìn Trác Phàm thật sâu, lại nhìn về bốn phía, xác định không có đồng bọn tiếp ứng, mới vung tay lên báo một hộ vệ vây quanh Trác Phàm, lạnh lùng nói: "Cố tiên sinh, trí tuệ bất phàm, tất cả đều mưu đồ kín kẽ, không chế vào đó được. Ta nghĩ đường lui chắc hẳn người đại khái cũng đã sớm trải ra cho mình rồi. Thừa tướng đại nhân cũng là người thông minh, nếu đã biết cần gì phải làm thêm chuyện thừa thải, còn để cho những người này vây quanh tại hạ nữa chứ." Người tận lực nghe thiên mệnh, biết là một chuyện nên làm lại là một chuyện khác. Vạn nhất trên đời này còn có một cái vạn nhất đó. Nghe được đời này, hai người không khỏi liếc nhau một cái, chỉ thấy đồng loạt cười to thành tiếng. Chẳng qua Trác Phàm là cười nhạo vô tận, Bát Đức Kinh Vĩ lại từng trận cười lạnh không ngừng phát ra. Nhìn hai người này, một bộ mũi nhọn đối diện mặt quang, đối chọi gay gắt, rất có cảm giác kỳ phụ địch thủ. Đối mặt đương tài Thượng Cao Phi Hùng cùng ba vị cung phụng chí cường kia đã tức thời bị phơi nắng ở một bên, bị Bát Đức Kinh Vĩ cùng Trác Phàm cùng mọi người không buồn để ý tới. Điều này không khỏi làm cho hai má bọn họ đồng loạt co rút lại, chợt cảm thấy một trận không thú vị, đồng thời có cảm thụ giống như con Lâm Lâm Tự Trọng bị tổn thương mãnh liệt. "Làm ơn đi, các người có thể quay qua đây gì đây, nhìn chúng ta một chút hay không? Nói thế nào, ta cũng là cao thủ của tộc quan gia Đông Châu đó, các người xem nhẹ chúng ta như vậy, là cho chúng ta rất thời khó xử à." Trong giờ khắc này, ai mà muốn chú ý đến bốn lão già không quan trọng này chứ? Tới dù bản thân Thượng Quan Phi Vân cũng không nhìn bọn họ một cái nữa đã. Dù sao thì Trùng Thiên Kiếm đã không còn trên người bọn họ nữa. Lúc này ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người một người, đó là Trác Phàm. Trong mắt mỗi người đều tản ra vẻ cảnh giác nghiêm túc. Đêm nay cổ đại sư đã tất cả cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, đến cuối cùng còn có kỳ sắc gì có thể giúp mình thoát thân được đây? Dưới sự bao vây có nhiều cường giả tuyệt thế như thế này, hắn lấy cái gì để tự tin nhãn tình tao nhã như thế, xác định mình khẳng định có thể thoát khỏi đây chứ? Bọn họ không biết, nhưng không bởi vì không biết cho nên mới càng thêm cẩn thận phòng ngừa tất cả khả năng có thể phát sinh. Một đôi mắt đẹp sóng thu lưu chuyển, Thượng Quan Kỳ Điếm khách cao nhìn chằm chằm Trác Phàm đối mặt với mấy ngàn hào cường lại không chút để ý, trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị, không khỏi bỗng dưng giật mình. Trác Phàm lúc này làm cho nàng càng thêm xa lạ, nhưng loại xa lạ này lại không biết tại sao làm cho nhịp tim của nàng đập nhanh hơn, hai gò má đỏ bừng một mảnh, tự như muốn tươm máu. Nàng trăm điều lành không nghĩ tới, người ở trong tiểu viện cứu nàng, đem nàng trở về một vị luyện sư thành chiếu cảnh bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, lại là một anh hùng cái thế mặt không đổi sắc đứng giữa vòng vây của vạn quân. Loại khí phách mơ hồ lộ ra từ toàn thân cao thấp của Trác Phàm, bất đồng với khí phách nho nhã đôn hậu của phụ thân nàng, là một loại khí tức thượng vị giả chấp chưởng giang sơn. Nhưng không thể không nói, đối với tiểu cô nương như nào mà nói, lại càng bị khí phách nghiệt kiệt ngu như Trác Phàm hấp dẫn, thật lâu có thể rời khỏi người anh. Bất quá đối với ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng, Trác Phàm cũng không chú ý tới. Dù sao hiện tại nhìn chằm chằm anh chính là mấy ngàn đạo ánh mắt như vậy, anh làm sao có thể chú ý tới một đạo ánh mắt trong đó đây? Trác Phàm nhìn trái nhìn phải những người này một chút, cuối cùng vẫn chuyển hướng về phía Bát Đức Kinh Vĩ. Trác Phàm không khỏi cười tạm mình một tiếng, thản nhiên nói ra: "Thừa tướng đại nhân, kịch bản của ta ngay từ đầu đã định tốt rồi, sẽ không có vạn nhất thiên khu." Vừa nói xong, Trác Phàm nhất thời đồng tử ngưng tụ, anh quyết chỉ tay bỗng nhìn kết động khẽ quát một tiếng. Thoáng chốc, một đạo ba động vô hình đột nhiên mọc lên từ dưới chân Trác Phàm. Ngay sau đó, trên chín tầng trời thất tinh bắt đầu hào quang đại thịnh, một cột sáng phát ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, chợt từ trên một ngôi sao trong đó đột nhiên đập xuống, nhất thời liền đập xuống một mẫu ba phần đất dưới chân Trác Phàm, nhất thời liền đem anh vững vàng bao bọc trong cột sáng kia. Đồng tử như con lừa co rút lại, đám người Bát Đức Kinh Vĩ không khỏi cả kinh thất sắc, nhào nhào bị bắt lại, đồng loạt lui về phía sau, không biết cột sáng này đến cột tộc cùng có ảnh tình gì. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua không biết ở đâu nhớ tới, vừa còn nói: "Cái này, đây là thượng cổ tinh thần đại trận, làm sao có thể chứ, hắn đã là thất truyền mới đúng, làm sao có thể..." "Cái gì, ngươi biết trận pháp này sao?" Thân thể gì không được run lên, Bát Đức Kinh Vĩ vội vàng xoay người nhìn lại, đã thấy người nọ không phải là ai khác, chính là một trong 10 vị trận pháp đại sư thập nhất phẩm của mình mang đến từ đế đô. Người không hỏi vội vàng lên tiếng quát hỏi: "Nếu người đã biết trận này, và trận này đến tận cùng có công dụng gì?" Dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cột sáng rực rỡ kia, người nọ tự hồ đã nhìn đến có chút si mê, đợi đến khi nghe thấy Bát Đức Kinh Vĩ hỏi thì mới kịp phản ứng lại, vội vàng cung kính nói ra: "Khởi bấm thừa tướng đại nhân, tinh thần đại trận có rất nhiều chủng loại đều đã thất truyền, lão phu hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trận này, rất đỗi kinh ngạc, nhưng đến cuối cùng là vì cái gì, có tác dụng như thế nào, lão phu cũng không giải thích được. Vậy người dùng trận cái rắm gì?" Ngày thường Bát Đức Kinh Vĩ luôn luôn chiêu hiền đại sĩ, lúc này cũng nhìn không được mà lên tiếng mắng to, mới bật tức giận. Trác Phàm ở trong cột sáng thế thì không khỏi nhất thời cười to, thẳng thời nói ra:
Thượng tướng Điện Danh, đừng giận, hắn không biết nhưng ta biết. Dù sao cũng là lần cuối cùng, nói cho các người biết cũng không sao. Đây là thượng cổ tinh thần đại trận, thất tinh thích đấu trận, công dụng. Đến đây, Trác Phàm khẽ trầm ngâm, bất giác tiếp tục cười, đùa giỡn nó ra. Chính là truyền tống. Cái gì? Truyền tống trận sao? Đồng tử như không được hung hăng có rút lại, Bách Linh Vĩ không khỏi chấn động, sau đó liền vội vàng vung tay lên, vội vàng quát với mọi người, nhanh nhanh ngăn hắn lại, không để hắn để từ đây nơi này truyền tống đi. Vâng. Hét lên một tiếng, mọi người đồng loạt tiến lên, nhưng Trác Phàm lại cười khẽ lắc đầu, từ chối ý kiến nói ra, muộn rồi, tinh thần truyền tống trận này chính là một chữ nhanh, một khi khai trận, thoáng qua niệm biến mất. Mà dù các ngươi là cao thủ quyên ngăn cảnh, cũng tuyệt đối không đuổi không kịp tốc độ truyền tống này, chỉ cần ta nhẹ nhàng bấm quyết một lần nữa, liền. Nói xong, khóe miệng Trác Phàm sẽ có nụ cười quý dị, trong tay khẽ động, thân hình vốn đang rõ ràng cũng dần dần trở nên mơ hồ, tựa như sắp biến mất. Thấy tình cảnh này, mi mắt Bách Kinh Vĩ nhất thời dịch hai quyền đã khẩn trương, hồng hoàng siết chặt lại, trong mắt tràn đầy vẻ độc ác không cam lòng. Năng lượng ba động cường đại từ nơi ánh sáng chói mắt hạ xuống, không ngừng phát tán ra bên ngoài. Khuôn mặt Trác Phàm dần dần hư ảo, ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhất là Bách Kinh Vĩ, tràn đầy nụ cười nhạt cùng châm chọc. Những hộ vệ vương phủ kia, cường giả quy nguyên cảnh muốn mạnh mẽ đột nhập trận thức ngăn Trác Phàm lại đã không còn kịp nữa. Nhìn tất cả, Bách Kinh Vĩ hung hăng nghiến răng, ánh mặt đến mức bật máu, quá sức nhục nhã. Đến đây hắn xem như bị tiểu tử thần bí không biết từ đâu xuất hiện, toàn hoàn toàn chơi thảm, chẳng những không thể tiêu diệt hết đám cao thủ từ quan gia, ngay cả trùng tiền kiếm cũng biến mất. Chuyện trở thành như thế này, sau khi hắn trở về, làm sao thể hướng lão tổ bàn giao chứ? Bởi chốt nhất chính là danh hiệu thừa tướng đế quốc, kinh thiên vĩ địa chi tài của hắn xem như hoàn toàn bị đập vỡ, sau này còn có được lão tổ tông tiếp tục tín nhiệm hay không đều trở thành một ẩn số. Trong phút chốc, chỉ là một đêm bại trận, hắn đã cảm thấy con đường làm quan cả đời trong giấc mắt dường như trở thành một mảnh hắc ám. Bất quá hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phổi sắp nổ tung, nhưng khóe miệng đang tự tin ở một bên lại sâu kín hàm chứa một nụ cười khó hiểu, nhìn Trác Phàm thật sâu một cái, âm thầm gật đầu. Tiểu tử kia, chúc mừng tâm nguyện của ngươi đạt thành, thoát khỏi khổ huyện, chúng ta sau này còn gặp lại, ha ha. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng vang vang lên, chỉ trong nháy mắt, một mảnh bóng đen lóe lên trước mặt mọi người. Tiếp theo đó, bỗng nhiên xuất hiện trước người Thượng Quan Nghi Yến, một phen liền bắt lấy cần cổ trắng nõn của nàng, hung hăng nâng lên. Thượng Quan Nghi Yến hô lên một tiếng, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt ở trên người Trác Phàm, nên căn bản không kịp phản ứng lại xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cho cảm thấy cổ bị siết chặt không thở nổi, hai gò má trong nháy mắt ngày đến đỏ bừng như máu, khó chịu vô cùng, cổ họng bị siết chặt nói không nên lời. Thượng Hoàng Phi Vân, ngươi làm gì vậy? Đường đường là cao thủ quy nguyên cảnh đỉnh phong, cứ nhìn hướng một hài tử ra tay, ngươi có còn chút thể diện nào hay không? Không hoàng cả kinh, Thượng Hoàng Phi Hùng đột nhiên cảm giác được khuê nữ nhà mình gặp phải chuyện không hay, tập trung nhìn lại đã nhìn thấy kẻ xấu kia không phải là người ngoài mà chính là thúc thúc ruột của nàng, huynh đệ ruột thịt của mình. Thượng Hoàng Phi Vân không thể nghi ngờ, thì không khỏi giận dữ lên tiếng, quát mắng liên tục. Cho dù ngươi không để ý tới nàng là cháu gái của ngươi, cũng nên bận tâm thân phận của mình một chút. Nếu muốn đánh, lão phu phụng bồi ngươi đến cùng, mau thả Yến Nhi ra. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Thượng Quan Phi Vân không khỏi hừ nhẹ một tiếng, khinh thường mỉm môi. Lão gia hỏa, chính ngươi có bao nhiêu phân lượng, cả hai chúng ta để trong lòng hiện rõ. Lão phu không hứng thú đánh với ngươi. Hơn nữa bổn vương nói như thế nào cũng là tôn sư của Kỳ Kiếm Vương, không nói đến nha đầu này là chí tân của vạn bối của lão tử. Cho dù nàng chỉ là một tu giả hóa cảnh bình thường của Thượng Quan gia, lão phu cũng nên tự hạ thân phận ra tay với nàng. Chỉ có điều, tình thế bất đắc dĩ, xin lỗi nhé, cháu gái ngoan. Nói xong, sắc mặt Thượng Quan Phi Vân phát lạnh, để thân thể Thượng Quan Khiên Yến sát đến trước mặt Trác Phàm, giận dữ quát lớn. Cổ Nhất Phàm, ngươi nghe cho kỹ lão phu, thức thời thì nhanh chóng đem trùng thiên kiếm lưu lại, bổn vương sẽ thả cho ngươi một con đường sống, ngươi có thể rời đi, bằng không tính mạng nha đầu này cũng sẽ không đảm bảo. Không khỏi ngẩn ra, bàn tay đã kết ấn của Trác Phàm hơi run lên, trên mặt có chút động dung. Bách Liên Kinh Vĩ vừa nhìn thấy, hai mắt lóe chắc sáng ngời, cảm thấy có hy vọng, liền vội vàng phất phất tay bảo những hộ vệ vương phủ kia dừng người lại, tránh cho Cổ Nhất Phàm cảm thấy bị bức ép nhất thời truyền tống đi. Giờ này khắc này, trước tiên phải đem hắn dừng lại, lấy nhân đầu này làm đàm phán cùng hắn, nó không chừng còn có thể lấy lại trùng thiên kiếm. Dù sao, quan sát quan hệ lúc trước của hai người này, tờ hồ còn tương đối mật thiết hơn bình thường. Hơn nữa, từ trong tin tình báo mà phán đoán, nhân đầu này khắp nơi vì Cổ Nhất Phàm suy nghĩ, thậm chí đem chuyện cha mình muốn đem hắn lợi dụng như một quân cờ cũng nói thẳng ra. Điều này không cũng không thể giải thích là quan hệ bằng hữu đơn giản, nếu giữa hai người không có gì, vậy mới là kỳ quái. Tuy nói Cổ Nhất Phàm lúc này đầu cũng không có gì bảo tâm, đối với Thượng Quan gia cũng là cực kỳ lợi dụng, thuộc về thế lực bên thứ ba, nhưng tình cảm giữa người với người ai thì nói chuẩn được chứ. Bạn nhất tiểu tử kia cùng nhát đầu này ở chung lâu, thật sự lâu ngày sinh tình thì sao? Không sai, cơ sở để bắt được Kinh Vĩ cùng Thượng Quan Phi Vân lấy Thượng Quan Nghi Yến làm điều kiện trao đổi, tất cả đều là suy đoán, dựa vào chính là một cái vạn nhất này. Người tới đây, bắt được Kinh Vĩ quay đầu nhìn Thượng Quan Phi Vân một cái thật sâu, âm thầm gật đầu.
Xem ra Phi Vân Kiếm Vương này không chỉ là một võ phu có can đảm, có cẩn thận, thậm chí còn ở trên thừa tướng đế quốc như hắn, khó trách có thể ngồi lên ngai vàng kiếm vương. Nếu chỉ là võ phu đơn thuần, là tôn tông hắn lại coi trọng như vậy sao? Hay là vừa rồi mình thực sự quá kích động, không ngờ lại mất đi bình tĩnh. Hiện tại nghĩ lại, vẫn là Phi Vân Kiếm Vương mắt độc, đã có thể ở trong ngàn vạn sợi manh mối rút ra một cơ hội chuyển bại thành thắng như vậy, không hổ là một đời kiêu hùng. Bách Lý Vinh Vĩ âm thầm tán phục, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Trác Phạm, trán đầy mồ hôi, chờ đợi câu trả lời của anh. Đám người Thừa Khí Phù cũng vội vàng nhìn về phía Trác Phạm, hai tay siết chặt, trong mắt lộ ra vẻ hy vọng. Hiện giờ tính mạng của Yến Nhi chính là trong một ý niệm của ngươi à? Hồ Nhất Phạm, mặc kệ ngươi là ai, nhiều ngày như vậy Yến Nhi đối với ngươi không tệ, ngươi cho dù tâm địa sắt đá cũng nên có một chút xúc động đi chứ. Thượng quan nghĩ đến, nhìn về phía Trác Phạm thật sâu, mi mắt khẽ run, tờ hồ cũng đang chờ anh trả lời, trong mắt cũng có một tia hy vọng. Bất quá nàng không giống những người khác, đặt nhiều kỳ vọng mong Trác Phạm có thể xuất ra trùng thiên kiếm trao đổi đến tính mạng của nàng. Nàng hy vọng có thể nhìn thấy trái độ của Trác Phạm, cho dù là không nỡ và bất đắc dĩ. Chỉ cần Trác Phạm toát ra một tia cảm xúc muốn cứu nàng, nàng liền thỏa mãn. Thế nhưng đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người, khóe miệng Trác Phạm đã nhất định nhất thời lộ ra bộ mặt tràn đầy trào phúng. Mỉa mai nói ra: Phi Vân Kiếm Vương, đầu ngươi bị uống nước sao? Ngươi bắt nữ nhi của Thượng Phi Hùng để đáp chế ta, ngươi có nhầm đối tượng hay không thế? Lần này vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời sắc mặt trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài, xem ra nữ oa kia không phải là nhược điểm của tiểu tử này. Thượng Kế Phi Hùng thì siết chặt nắm đấm, tức giận đến toàn thân run rẩy, hung hăng nghiến răng: Tiểu tử vô tình vô nghĩa này thật đáng chết mà. Thượng Quan Nghị Đến cũng là khóe miệng sụi lơ, với mặt đắng chát, đó chính là bộ mặt thật của Thượng Cổ Thiên Sinh sao? Quả nhiên là lãnh khóc vô tình a. Cổ Nhất Phạm, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Con người không phải là cỏ cây, ai thể vô tình chứ? Tình quan trong mắt chợt lóe lên. Thượng Quan Phi Vân còn muốn tiếp tục thăm dò, nhưng còn không đợi hắn nói tiếp, Trác Phạm đã cười to lên tiếng, từ chối ý kiến, nói ra: Tốt cho một câu, người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình, nhưng Kiếm Vương đã từng nghe qua câu, lâu ngày mới có thể sinh tình, ta cùng nha đầu này quen biết bất quá mới chỉ một tháng, hơn nữa vốn không có hảo ý, chỉ là muốn lợi dụng cao thủ Thượng Quan gia vì ta mà xuất thực mà thôi. Một đất không thuần khiết, há thể là hữu tình sao? Mặc dù có, cũng bất quá chỉ là tình cảm lợt lạc, vô cùng mong manh. Đã xong, Trác Phạm lại nhìn về phía Thượng Quan Nghị Đến, ta mỉm cười nói: Nha đầu, vừa rồi ta đã cảnh cáo người, lưu lại không có chỗ tốt gì, để người mau chóng rời đi, có phải hay không? Khẽ trầm ngâm một chút, Thượng Quan Nghị Đến thản nhiên gật gật đầu: Vậy thì tốt rồi, ta đổi đối với người nhân nghĩa chí tận, là người tự mình tìm chết, nhất định muốn lưu lại để không trách được ta. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, Trác Phạm quay lại nhìn về phía Thượng Quan Phi Vân, cười to lên tiếng: Người trẻ tuổi luôn luôn có không biết nặng nhẹ, để tính mạng của mình ra đùa giỡn. Chứ dù có chết cũng không trách được ai. Tính mạng của mình dù sao cũng phải do mình gánh vác, tùy hứng phải trả giá đắt. Điểm này người trẻ tuổi nên trải nghiệm nhiều hơn. Chỉ là có người có thể biết nhiều hơn một chút, có người chỉ có thể điều nghiệp một lần. Giống như Thượng Quan cô nương chính là như thế. Bất quá từ tay chấm dứt sinh mệnh cháu gái ruột của mình trong nhân sinh, chỉ sợ còn chỉ có một lần mà thôi. Phi Vân Kiếm Vương, thật tốt mà hưởng thụ đi. Trác Phạm châm chọc cười to ra tiếng, mặt đầy tiêu sái. Ẩn quyết trong tay đã lần được kết thành, năng lực cường đại chen chúc mà ra, thân hình của anh cũng chậm rãi nhạt đi. Thân thể như không được chấn động, sắc mặt Thượng Quan Phi Vân đại biến, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Trác Phạm này lại tùy tình như vậy, không chút nào để ý tới tính mạng của Thượng Quan Phi Vân, ngay cả một tia lưu luyến cũng không có, nên trực tiếp rời đi. Nhất là cuối cùng còn cười nhào chính mình giết chết vạn bối chí thần, chuyện này nếu truyền ra ngoài, thanh danh của hắn không tốt thì không nói, ngay cả trong lòng hắn cũng sẽ lưu lại bóng ma. Mọi bàn tay đang nắm lấy cổ Thượng Quan Nghị Đến cũng không khỏi có chút buông lỏng. Mắt thấy một màn này, Trác Phạm trong quan mạc âm thầm thở ra một hơi, trong lòng khẽ gật đầu, cuối cùng cũng dùng phương pháp kích tướng bảo trụ được nha đầu này. Thế nhưng Thượng Quan Phi Vân dễ dàng lừa gạt, nhưng Bách Kinh Vĩ đã nhìn thấu tất cả trong đó, không khỏi hét lớn thành tiếng: Phi Vân Kiếm Vương, giết nha đầu kia cái gì? Hắn vừa rồi đang kích người, nếu hắn thật sự không quan tâm đến tính mạng nha đầu này, làm sao còn nhiều lời vô nghĩa như vậy? Hắn đang kích thích người đó, ngăn cản ngươi động thủ đó. À, mắt hơi híp lại, Bách Kinh Vĩ tự hồ rốt cục cũng dễ thấy được nhược điểm của Trác Phạm, không phải hung hăng nhìn chằm chằm vào khoang mục kia, hét lớn thành tiếng: Cổ Nhất Phạm, nếu người dám đi, tính mạng giáo đầu này liền không giữ được, người có thể thử xem. Nghe được điều này, bàn tay đang nắm lấy Thượng Quan Nghị Đến của Thượng Quan Phi Vân bất giác siết chặt lại, cười to liên tục: Thì ra là như thế, Cổ Nhất Phạm, thì ra ngươi vẫn muốn cứu nàng, vậy thì dễ làm rồi, đem kiếm lưu lại, chúng ta cũng không làm khó ngươi, đảm bảo sẽ để các ngươi an toàn rời đi, thấy thế nào? Ai cổ lại bị siết chặt. Thượng Quan Nghị Đến chợt cảm thấy đã không còn một chút khí tức nào để hít vào, dần dần tiến vào tử cảnh. Thế nhưng có biết tại sao, sau khi nghe Bách Lý Kinh Vĩ giải thích, trong lòng nàng lại bỗng dưng sinh ra một chút ngọt ngào. Dù sao điều này cũng đại biểu trong lòng Trác Phạm vẫn có nàng, vẫn là muốn cứu nàng. Chẳng qua cách thức
không giống người khác mà thôi. Có tinh sinh thật sự là một người nhẫn tâm, ngay cả cứu người cũng lạnh khóc vô tình như thế. Nhưng trong vô tình này lại có tình. Có tinh sinh, rốt cuộc ngài là loại người nào đây? Trên gò má bất chợt đang dần dần tái nhợt đi, rơi xuống hai hàng nước mắt, nhưng khóe miệng nàng lại khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười vừa lòng nhưng lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, ta không thể tiếp tục nghiên cứu nữa rồi. Cảm nhận được khí tức của người ngọc đang dần dần yếu đi, đám người Thượng quan Phi Hùng bất giác nóng nảy muốn ra tay, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi, sợ hãi sẽ hại Thượng quan Phi Yến trực tiếp chết. Trong lúc thời đúng là không biết nên làm thế nào cho tốt. Trác Phàm ở trong quan mạc nhìn tất cả, trong mắt một mảnh lạnh sắc, hai tay ấn quyết đã chuẩn bị rời đi. Anh không giống như mọi người Thượng quan Phi Hùng, bị tình cảm làm cho choáng váng đầu óc, chỉ là liếc mắt một cái anh đã nhìn ra điểm mấu chốt. Đám người Bách Kinh Vĩ bắt Thượng quan Phi Yến làm con tin là bởi vì trùng thiên kiếm trong tay anh. Như vậy chỉ cần anh rời đi, Thượng quan Phi Yến không còn giá trị làm con tin, tất nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng ngược lại, nếu trực tiếp đem kiếm giao ra, bọn họ sẽ không nhiều băn khoăn như vậy. Đến lúc đó, bọn họ có thể không kiêng nể gì mà đuổi giết chính mình cùng Thượng quan tộc nhân. Ngược lại, tất cả đều rơi vào thế hạ phong. Bách Linh Vĩ, nữ hoa Thượng quan Phi Yến này, một là có thể đối lại trùng thiên kiếm, hai là có thể kiềm chế ca thủ Thượng quan nhất tộc, người nỡ giết sao? Lạnh lùng cười, Trác Phàm đã nhìn thấu tất cả, từ chối ý kiến, điểu môi muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nũng điệu non nớt lại nhất thời vang lên. Cô thân thể nhớ được chậm lại, hai tay đâm cách đập thủ quyết của Trác Phàm bỗng dưng run lên, nhất thời thấp giọng kinh hô thành tiếng. Tiểu tam tử, sao hắn lại tới đây? Hắn không đến địa điểm gặp gỡ chúng ta sao? Âm thanh không gian ba động vẫn không ngừng vang lên, lãnh quang chói mắt còn đang phát ra quang huy chói lọi. Nhưng ở trong cột sáng, thân thể Trác Phàm nhất thời cứng đờ, khó tin nhìn về phía thanh âm truyền đến, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chuyện ngoài ý muốn này làm cho toàn bộ kế hoạch khiến anh vốn bày mưu tính kế toàn vẹn sắp đến bờ vực không thể khống chế được nữa rồi. Mà những người còn ở đây cũng nghe được âm thanh, kẻ con này bất giác đồng loạt nhìn về nơi truyền đến, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong phủ đại viện này để đâu ra đứa nhỏ chứ? Cô, nhìn rất nhanh, tiếng trẻ con khóc nức nở từ xa truyền đến gần, u truyền đến. Sau đó một đạo thân ảnh nhỏ nhắn màu đỏ liền một bên ra nước mắt, một bên hướng về nơi thuộc quan Phi Vân đàm lấy nắm lấy Thượng quan Phi Yến chạy tới, thỉnh thoảng còn trượt chân lảo đảo mấy cái, bộ dáng dưới chân không vững, chỉ có kim tỏa đeo ở trên cổ nhoáng một cái ở dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ chói mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng lảo đảo chạy tới của tiểu tam tử, Trác Phàm ở trong màn ánh sáng đã hoàn toàn sợ ngây người, nhất là nhìn thấy hành động hài đồng từ trong ra ngoài của tiểu tam tử, trong lòng anh càng thêm mơ hồ bất an, bởi vì anh biết đây là tiểu tam tử giả vờ. Mà hắn sở dĩ làm như vậy tất nhiên là có chuyện muốn làm, nhưng nơi này tất cả đều là cao thủ quy nguyên cảnh, cho dù hắn là kỳ lân chi tử nhưng vẫn chưa trưởng thành, nếu tùy tiện ra tay cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Rồi lúc tức thời, trái tim Trác Phàm nhất thời điếu lại, nhìn chằm chằm bóng người quen thuộc kia, sắc mặt ngưng trọng, trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Tiểu tam tử không cần xúc động, không cần xúc động a. Thế nhưng tiếng hò hét trong lòng anh đã không truyền ra trong lòng tiểu tam tử được, ngay trở mắt lo lắng quanh. Tiểu tam tử cuối cùng dưới sự chú ý của một đám cao thủ trực tiếp chạy đến bên cạnh Thượng quan Phi Vân, nắm đấm nhỏ nhắn xinh đẹp tựa như ma không ngừng đánh người Thượng quan Phi Vân, khóc không ngừng: người xấu, mau thả cô ta, mau thả cô ta, tiểu tam tử mau đi. Hồng Hoàng nghiến răng cũng là vẻ mặt khẩn cấp, tuy rằng cổ bị bóp chặt nhưng vẫn cố gắng nhấc lên khí lực toàn thân, nghẹn ngào lên tiếng. Trong hai mắt chớp động lệ quang cảm động nhưng cũng có vô tận lo lắng, vẻ mặt ngưng trọng khàn khàn hô lên: bởi vì có ta tâm giá vừa là hài đồng, nắm tay cùng lực đạo cũng như hài đồng, cho nên Thượng quan Phi Vân con không biết tiểu quái vật này đáng sợ, còn đem hắn coi là một đứa nhỏ bình thường. Hắn sáng rực nhất thời vung tay nâng hắn lên, cười ta lên tiếng: ha ha, của Nhất Phạm, ta sớm nghe nói ngươi có một đứa con trai, hắn là tiểu tử này, lần này vừa vặn nhi tử của ngươi cũng ở trong tay ta, mặc dù ngươi mặc kệ tính mạng nha đầu này cũng không thể không để ý tới tính mạng của nhi tử của mình chứ. Không nói gì, da mặt Trác Phạm như có đồ co rút lại, vẻ mặt lo âu nhìn về phía tiểu tam tử, hai tay hung hăng siết chặt. Tiểu tam tử, ngươi không nên tới đây, người xấu, mà thả cô ta, người xấu. Của Tân Thông bị Thượng quan Phi Vân sắc lên, giơ lên cao nhưng vẫn không ngừng giãy giụa, quyền đấm, cước đá ầm ầm nện lên người Thượng quan Phi Vân, nhưng chỉ là gãi ngứa, lộ ra vẻ buồn cười, không khỏi càng làm cho Thượng quan Phi Vân cười to liên tục, thoải mái nói ra: của Nhất Phạm, ta đếm đến 3 lần, nếu ngươi còn không chịu ra trùng thiên kiếm, ta sẽ không những giết gia đầu này mà còn muốn mạng nhi tử của ngươi, ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng. Thượng quan Phi Vân, ngươi là đồ vô sĩ, thân là cao thủ quy nguyên cảnh, cư nhiên lại hạ độc thủ với một hài tử 6-7 tuổi, ngươi còn có biết xấu hổ không? Hồng Hằng nắm lấy móng vuốt sắc của hắn, Thượng quan Phi Vân giãy giụa thở dốc mắng to, nhưng Thượng quan Phi Vân trong mặt chỉ là vẻ âm trầm, cũng không để ý tới, mà là cách cao nhìn chằm chằm chỗ Trác Phạm, bắt đầu đếm ngược 3. Mi mắt không ngừng run rẩy, Trác Phạm hít sập hơi, không biết nên làm thế nào cho tốt. 2. Thượng quan Phi Vân lại quát lớn một tiếng, sát ý trong mắt càng lúc càng mạnh hơn,
Trác Phạm hai tay siết chặt, không nói lời nào, chỉ là trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cách cao nhìn chằm chằm đồng tĩnh của tên tam tử không buông.